Giá cà phê hôm nay, ngày 28 tháng 10, Robusta tăng nhẹ, Arabica kìm hãm đã giảm. Giá cà phê hôm nay, ngày 28 tháng 10 trong khoảng 41.000 đến 41.600 đồng mỗi kg. Robusta có lúc đã hồi phục mạnh do lấn sâu vào vùng quá bán trong nhiều phiên, nhưng vẫn bị đồng USD kìm hãm. Tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc, Lâm Đồng giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 41.000 đồng mỗi kg. Tại huyện Cư Mờ Ga, Đắk Lắk giá cà phê hôm nay ở mức 41.600 đồng mỗi kg. Tại huyện Ea hát Lèo, Đắk Lắk, Buôn Hồ, Đắk Lắk giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 41.500 đồng mỗi kg. Tương tự tại tỉnh Đà Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 41.600 đồng mỗi kg tại Gia Nghĩa và 41.500 đồng mỗi kg ở Đa Giờ Lấp. Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 41.600 đồng mỗi kg. Chư Prong ở Pleiku và La Grai cùng giá 41.500 đồng mỗi kg. Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Con Tum được thu mua với mức 41.600 đồng mỗi kg. Thị trường cà phê trong nước hôm nay tăng nhẹ 100 đồng kg tại các địa phương so với cùng thời điểm sáng hôm qua. Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta tại London giao tháng 1 năm 2023 tăng 3 USD tấn ở mức 1.878 USD mỗi tấn. Giao tháng 3 năm 2023 giữ ở mức 1.864 US về mỗi tấn Trong khi đó trên sàn New York Giá cà phê Arabica giao tháng 12 năm 2022 giảm 0,9 cent per Ở mức 178,85 cent per Giao tháng 3 năm 2023 giảm 0,35 cent per Ở mức 176,90 cent per Trong phiên giao dịch vừa qua Giá Robusta có lúc đã hồi phục mạnh vượt qua mốc 1.900 USD mỗi tấn. Tuy nhiên càng về cuối phiên, đồng USD mạnh lên lại đẩy mặt hàng cà phê này đi xuống. Trong khi đó tỷ giá cũng khiến Arabica bị bán tháo giảm mạnh hơn cà phê sàn London. Theo phân tích kỹ thuật, bất chấp giờ SI đã lấn sâu vào vùng quá bán trong nhiều phiên, chạm mức 20,81% nhưng dòng tiền vẫn chưa rót vào bắt đáy mở trạng thái mua, thị trường vẫn tiếp tục bán tháo khiến Robusta chạm mức thấp nhất trong 15 tháng qua. Thị trường cà phê nội địa liên tục giảm trong thời gian vừa qua khi đồng USD ở mức cao, mức tiêu thụ yếu và đặc biệt là nguồn cung dồi dào khi nước ta đang bước vào vụ mùa thu hoạch. Hiệp hội cà phê, ca cao Việt Nam cho rằng, trong ngắn hạn chưa có áp lực nhiều vì sản lượng cà phê mọi năm sẽ tăng mạnh từ tháng 11 kéo dài đến tháng 1. Ngoài ra, thông tin ước đoán một vụ mùa bội thu sắp tới của Brazil nhờ thời tiết mưa gió thuận lợi đầu mùa vụ tiếp tục là yếu tô kiểm hãm đà phục hồi của giá cà phê Arabica. Bên cạnh đó, Costa Rica cũng dự kiến sản lượng tăng 11,5% trong niên vụ mới. Một nguồn cung dồi dào trong khi lo ngại về nhu cầu tiêu thụ giảm vì lạm phát đã khiến giá cà phê chìm trong chuỗi ngày tiêu cực. Giá tiêu hôm nay, ngày 28 tháng 10, giảm tiếp 500 đồng, cao nhất 59.000 đồng mỗi kg tại Bà Rịa. Giá tiêu hôm nay, ngày 28 tháng 10 trong khoảng 56.000 đến 59.000 đồng mỗi kg. Cộng đồng hồ tiêu quốc tế tiếp tục niêm yết tăng nhẹ giá tiêu xuất khẩu của Indonesia và giữ nguyên ở những thị trường khác. Tại tỉnh Đắk Lắk, đắc nông giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 57.000 đồng mỗi kg, giảm 500 đồng/kg. Tại tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 56.000 đồng mỗi kg, giảm 500 đồng/kg. Trong khi đó tại Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở mức 56.500 đồng mỗi kg, giảm 500 đồng/kg. Tại tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu giá tiêu hôm nay ở mức 59.000 đồng mỗi kg. Còn tại tỉnh Bình Phước giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 58.000 đồng mỗi kg, giảm 500 đồng/kg. Giá tiêu hôm nay giảm 500 đồng/kg tại các địa phương, trừ tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu so với cùng thời điểm hôm qua. Cộng đồng hồ tiêu quốc tế tiếp tục niêm yết tăng nhẹ giá tiêu xuất khẩu của Indonesia và giữ nguyên ở những thị trường khác. 6 giờ sáng nay ngày 28 tháng 10, chỉ số Earth Dollar Index, DXY đo lường biến động của USD với rổ 6 đồng tiền chủ chốt, ơ, GPE, bảng Anh, kép, xích, CHF chốt ở mức 110,5 điểm, tăng 0,87 điểm tương ứng 0,8% trong 24 giờ qua. Tỷ giá USD hôm nay lấy lại đã tăng giá sau 5 phiên giảm liên tiếp. Nhiều nhà đầu tư dự báo Fed sẽ tăng lãi suất thêm 0,75% vào tháng 11 và phần lớn đã được tính vào giá thị trường hiện tại đồng USD cao tiếp tục ảnh hưởng xấu tới thị trường. Ở trong nước, áp lực vào đầu vụ mới và nguồn dự trữ được đánh giá dồi dào đang gây sức ép giảm lên giá tiêu. Hiện nay, hồ tiêu Việt Nam dẫn đầu thế giới về năng suất và sản lượng. Hai năm trở lại đây, nhiều quốc gia như Brazil, Ấn Độ, Indonesia trở thành đối thủ cạnh tranh với Việt Nam. Trong đó, đáng quan tâm nhất là hồ tiêu Brazil có chất lượng tốt hơn với 80% lượng bán ra thị trường thế giới đạt tiêu chuẩn hữu cơ. Cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương đánh giá, giá tiêu giảm do nguồn cung tăng trên toàn cầu. Tuy nhiên, riêng ở Việt Nam, chất lượng một phần hồ tiêu bị ảnh hưởng từ việc sử dụng hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật quá mức nên giá giảm hơn so với hạt tiêu một số quốc gia khác. Bên cạnh đó, Việt Nam có khoảng 100.000 hecta hạt tiêu cho thu hoạch với năng suất trung bình khoảng 24,7 tạ ha, tương đương sản lượng khoảng 247.000 tấn. Đáng chú ý, trong khi giá hồ tiêu vẫn ở mức rất thấp thì chi phí sản xuất lại có chiều hướng tăng